Tôi mới xem qua hồ sơ bệnh án của cô rồi. Vậy cụ thể cô đang gặp chuyện gì? Tôi... gặp ma. Tạm thời tôi đề xuất chúng ta có 8 buổi làm việc, mỗi buổi 2 tiếng, kéo dài trong 2 tháng. Nhiên muốn dùng 8 buổi này để làm gì? Tôi muốn anh giúp tôi thoát khỏi Lê Vân. Nhiên vẫn nói là do Lê Vân làm à? Sao biết sách thôi mà ám ảnh ghê gớm vậy anh? Đây đâu phải là lần đầu tiên em gặp một ca có hành vi tự gây hại nghiêm trọng đâu. Tôi thấy ca này đã thu hút em rất nhiều. Em có biết anh Nhiên viết quyển sách ra khi nào không? Em không biết. Lúc em biết thì quyển bản thảo đã xong rồi. Đâu rồi? Anh Nhiên! Anh Nhiên! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Anh chữa bệnh kiểu gì vậy hả? Nó mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu! An Nhiên! Cô sao vậy?